Xin chào các em, thầy là Nguyễn Minh Duy, giáo viên địa lý trường Trung học phổ thông Tôn Thất Tùng. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trong bài học ngày hôm nay. Trước khi đi vào bài mới, chúng ta cùng khởi động với bài tập sau đây. Các em hãy tìm và phân chia các nhóm ngành kinh tế trên vào các nhóm ngành nông nghiệp và công nghiệp. Ở đây chúng ta sẽ có các nhóm ngành như là giao thông vận tải, chăn nuôi, khai khoáng, trồng rừng, chế tạo máy, du lịch, trồng trọt, luyện kim, thủy sản, khách sạn, nhà hàng, thương mại và dệt may. Và nhiệm vụ của các em đó là sắp xếp các phân ngành này vào nhóm ngành nông nghiệp và công nghiệp. Ta có kết quả như sau. Đối với ngành nông nghiệp sẽ có các phân ngành là thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt và trồng rừng. Đối với nhóm ngành công nghiệp sẽ là chế tạo máy, luyện kim, khai khoáng, dệt may. Vậy thì những ngành như là giao thông vận tải, du lịch, thương mại, khách sạn và nhà hàng sẽ thuộc nhóm ngành gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay, bài 35, địa lý lớp 10, vai trò các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố của ngành dịch vụ. Sau bài học này, các em cần thứ nhất là trình bày được cơ cấu vai trò của ngành dịch vụ. Thứ hai đó là phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bổ ngành dịch vụ. Và thứ ba đó là phân tích được bản đồ tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước. Và chúng ta đi vào phần 1 là mà cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ. Vậy thì thế nào là ngành dịch vụ? Như chúng ta được biết thì ngành công nghiệp thì có các phân ngành như là khai khoáng, luyện kim, công nghiệp hóa chất, điện tử tin học. Ngành nông nghiệp thì có các phân ngành như là trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Thì những ngành công nghiệp và nông nghiệp là những ngành trực tiếp tạo ra sản phẩm. Còn ngành dịch vụ là ngành không trực tiếp sản xuất ra vật chất. Đó qua đó thì nó phục vụ nhu cầu sản xuất cũng như là tiêu dùng của con người. Vậy thì cơ cấu của ngành dịch vụ như thế nào? Chúng ta sẽ sang tìm hiểu. Về cơ cấu thì ngành dịch vụ có cơ cấu đa dạng, phức tạp với 3 phân ngành. Thứ nhất là dịch vụ kinh doanh, thứ hai là dịch vụ tiêu dùng, thứ ba là dịch vụ công. Về dịch vụ kinh doanh thì có vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm. Về dịch vụ tiêu dùng thì có bán buôn, bán lẻ, du lịch, y tế, giáo dục. Về dịch vụ công thì có hành chính công và các hoạt động đoàn thể. Vậy các em đã tham gia vào các hoạt động của ngành dịch vụ nào? Và chúng ta có thể lấy ví dụ. Với ngành dịch vụ kinh doanh thì như là giao thông vận tải, quảng cáo, ngân hàng, bảo hiểm, thông tin liên lạc và dịch vụ nghề nghiệp. Thì chúng ta cũng từng là tham gia gì nè? Giống như ví dụ như chúng ta đi du lịch thì chúng ta sẽ thông qua đó chúng ta sẽ tham gia vào loại hình giao thông vận tải. Về dịch vụ tiêu dùng thì có bán lẻ, bán buôn, du lịch, thể thao, y tế và giáo dục. Thì các em cũng đã từng tham gia vào các hoạt động như là mua sắm hay là đi du lịch, dịch vụ y tế, thăm khám hay là dịch vụ giáo dục. Về dịch vụ công thì bao gồm các hành chính công, các cơ quan hành chính của Ủy ban Nhân dân xã, phường và thị trấn, các hoạt động đoàn thể như là các hoạt động của đoàn thanh niên, các hoạt động của tổ chức đoàn thể, câu lạc bộ. Với loại hình đa dạng và phức tạp như vậy thì ngành dịch vụ có vai trò gì? Chúng ta sẽ sang tìm hiểu sang mục 2 nhỏ, vai trò. Về vai trò, các em hãy cho biết ngành dịch vụ có vai trò gì đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Hãy sẽ lấy ví dụ về sản xuất công nghiệp. Các em hãy phân tích sơ đồ, hãy cho biết dịch vụ có vai trò như thế nào đối với sản xuất công nghiệp. Các em hãy quan sát sơ đồ về sản xuất công nghiệp. Sơ đồ về sản xuất công nghiệp chúng ta đã được tìm hiểu ở bài 31.
Về sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tác động vào đối tượng lao động để tạo ra nguồn nguyên liệu với sự tham gia sản xuất bằng máy móc. Giai đoạn thứ hai là chế biến nguyên liệu thành tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng, cũng đều có sự tham gia của máy móc. Vậy ngành dịch vụ có tác động như thế nào đối với sản xuất công nghiệp? Chúng ta có thể đặt ra giả thuyết, nếu không có ngành dịch vụ như là giao thông vận tải, thương mại, thì sản xuất công nghiệp có sản xuất thuận lợi hay không? Đối với giai đoạn đầu tiên là giai đoạn 1 tác động vào đối tượng lao động, thì nhờ có giao thông vận tải, vận chuyển nguồn nguyên liệu và nhiên liệu đến các nhà máy và xí nghiệp. Ở giai đoạn 2 là chế biến nguyên liệu, sau khi chế biến nguyên liệu thành các sản phẩm thì chúng ta cần phải có giao thông vận tải cũng như là hoạt động thương mại để vận chuyển cũng như là tiêu thụ các sản phẩm của công nghiệp. Từ đó ta có thể rút ra được vai trò đầu tiên. Về vai trò thứ nhất đó là thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển như là ngành công nghiệp và nông nghiệp. Thứ hai đó là tạo thêm nhiều việc làm, sử dụng tốt hơn nguồn lao động, nâng cao đời sống của người dân. Thứ ba đó là khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên, thành tựu khoa học kỹ thuật. Chúng ta có thể lấy ví dụ như là một bãi biển đẹp thì chúng ta sẽ hình thành nên một điểm du lịch. Từ một điểm du lịch đó chúng ta sẽ hình thành xây dựng các nhà hàng, khách sạn. Từ đó sẽ tạo điều kiện thu hút nguồn lao động, giải quyết việc làm và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vai trò thứ tư đó là chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu lao động và GDP của nền kinh tế. Bây giờ các em hãy quan sát bảng số liệu tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nhóm nước trên thế giới năm 2004 và năm 2012. Đơn vị là phần trăm. Nhìn vào bảng số liệu chúng ta sẽ thấy có hai mốc thời gian đó là năm 2004 và năm 2012. Vào năm 2004 thì tỷ trọng ngành dịch vụ của thế giới là chiếm 64%. Đến năm 2012 con số này đã tăng lên là 67,8%. Ở các nước phát triển thì ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao 71%. Đến năm 2012 thì con số này đã tăng lên là 74%. Ở các nước phát triển thì con số này cũng có chiều hướng tăng lên. Vào năm 2004 thì đạt 43% và đến năm 2012 thì đạt 51,9%. Qua đó ta thấy là tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nhóm nước trên thế giới đang có chiều hướng tăng lên. Không những tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP tăng mà số người hoạt động trong ngành dịch vụ ngày càng tăng lên. Ở các nước phát triển thì số người hoạt động trong ngành dịch vụ có thể lên tới 80% như là Hoa Kỳ, các nước Tây Âu. Ở các nước đang phát triển thì số người hoạt động trong dịch vụ có thể đạt lên dưới 50%. Có thể thấy rằng dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và nên căn cứ vào tỷ trọng của ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP có thể phân biệt được trình độ phát triển của các quốc gia. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển tỷ trọng ngành dịch vụ là xu hướng tất yếu để phát triển từ nền kinh tế kém phát triển sang nền kinh tế phát triển và hiện đại hơn. Chúng ta thấy dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong mục 1 la mã, đó là vai trò, cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ. Chúng ta sang phần 2 la mã, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bổ của các ngành dịch vụ. Trong sách giáo khoa trang 135 đã cho chúng ta 6 nhân tố. Nhân tố thứ nhất đó là trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động xã hội. Nhân tố thứ hai là quy mô, cơ cấu dân số. Nhân tố thứ ba là phân bổ dân cư và mạng lưới quân cư. Nhân tố thứ tư là truyền thống văn hóa và phong tục tập quán. Nhân tố thứ năm là mức sống và thu nhập thực tế. Nhân tố thứ sáu là tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử, cơ sở hạ tầng.
Các em cùng thầy sẽ tìm hiểu các ví dụ để thấy được ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển và phân bổ các ngành dịch vụ. Chúng ta đi vào nhân tố đầu tiên. Đó là trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động xã hội. Trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, đã góp phần đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ. Quá trình phát triển kinh tế phải cân đối giữa các ngành sản xuất. Từ đó thì chúng ta có thể lấy một số ví dụ. Thứ nhất, chúng ta có thể lấy ví dụ về trong sản xuất công nghiệp và trong sản xuất nông nghiệp. Trong sản xuất nông nghiệp, với sự hiện đại của hệ thống cơ khí hóa và tự động hóa, dẫn đến là con người lao động được giải phóng. Và từ đó thì người nông dân sẽ là nguồn lao động bổ sung cho ngành dịch vụ. Hay là trong công nghiệp, với sự tham gia hoạt động của robot thì công nhân sẽ được giải phóng, dẫn đến là đầu tư và bổ sung cho ngành dịch vụ. Chúng ta có thể thấy đó là trình độ phát triển kinh tế, nó ảnh hưởng đến đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ. Trình độ sản xuất cao, sử dụng nhiều máy móc sẽ tạo ra nhiều sản phẩm và giải phóng sức lao động. Chúng ta vào nhân tố thứ hai, đó là quy mô cơ cấu dân số. Quy mô cơ cấu dân số ảnh hưởng đến nhịp độ phát triển và cơ cấu của ngành dịch vụ. Chúng ta có thể lấy ví dụ, dân số càng đông và tăng nhanh thì dẫn đến là nhu cầu dịch vụ càng lớn. Cơ cấu dân số già sẽ xuất hiện các dịch vụ chăm sóc người già như là y tế và viện dưỡng lão phát triển. Hay là trong cơ cấu theo giới thì nhu cầu dịch vụ giữa giới nam và giới nữ sẽ là khác nhau. Hay là cơ cấu theo tuổi thì nhóm tuổi dưới 15 tuổi, tức là nhóm tuổi dưới lao động, sẽ có nhu cầu dịch vụ khác nhóm tuổi lao động. Chúng ta sẽ sang nhân tố thứ ba, đó là phân bổ dân cư và mạng lưới quân cư. Phân bổ dân cư và mạng lưới quân cư ảnh hưởng đến mạng lưới phân bổ ngành dịch vụ. Sự phân bổ dân cư gắn bó mật thiết với các ngành dịch vụ. Các ngành dịch vụ phải phân bổ trong lòng các điểm dân cư, và đấy chính là điểm khác biệt của ngành dịch vụ so với ngành sản xuất công nghiệp. Ngành sản xuất công nghiệp có một số ngành đòi hỏi phải cách xa khu dân cư, nhưng đối với ngành dịch vụ thì phân bổ dân cư lại ảnh hưởng đến sự phân bổ của mạng lưới ngành dịch vụ. Chúng ta có thể lấy ví dụ. Ở các thành phố lớn và đông dân, phần lớn nhu cầu của người dân đa phần đều được đáp ứng từ bên ngoài như là lương thực thực phẩm, năng lượng, nước sinh hoạt. Các thành phố lớn là các trung tâm công nghiệp lớn. Vì vậy, các loại hình kinh doanh cũng phải phát triển tương xứng với các trung tâm thành phố đó. Và các trung tâm thành phố lớn còn là các trung tâm chính trị, nên các ngành dịch vụ công và văn hóa giáo dục cũng phát triển. Ngược lại, ở các miền núi và nông thôn thì ngành dịch vụ ít phát triển hơn. Ở các thành phố lớn thì các em có thể vào siêu thị hay là cửa hàng, trung tâm thương mại. Với nhiều cửa hàng sẽ mở cửa đến 24/24 giờ. Nhưng ngược lại, ở miền núi thì sẽ có các phiên chợ, và các phiên chợ thường thường định kỳ sẽ diễn ra hàng tháng. Một tháng có thể là một lần hoặc là hai lần. Từ đó thì chúng ta được biết là càng đông dân cư thì càng xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ và nhu cầu dịch vụ càng lớn. Chúng ta sang nhân tố thứ tư, đó là nhân tố truyền thống văn hóa, phong tục tập quán. Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán với các lễ hội truyền thống độc đáo thì dẫn đến là thu hút khách du lịch. Qua đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến hình thức tổ chức mạng lưới của ngành dịch vụ. Ví dụ, vào các dịp lễ Tết cổ truyền của Việt Nam thì nhu cầu mua bán phát triển, vui chơi, giải trí cũng tăng lên. Vào các dịp lễ Tết thì nhu cầu đi lại của con người cũng tăng lên. Qua đó thì nó sẽ thúc đẩy ngành dịch vụ phát triển. Nhân tố thứ năm, đó là mức sống và thu nhập thực tế. Mức sống và thu nhập thực tế ảnh hưởng đến sức mua và nhu cầu dịch vụ. Như chúng ta biết là dân cư ở các trung tâm thành phố lớn thì có các mức sống cao hơn so với ở miền núi và nông thôn. Ở các thành phố lớn thì các trung tâm mua sắm, các khu vui chơi, giải trí, y tế
dày đặc hơn ở miền núi hay là ở thôn quê. Và ở các vùng như là ở các thành phố lớn thì sẽ đông đúc người dân đến mua sắm cũng như là phục vụ nhu cầu của mình ngày càng cao hơn. Qua đó chúng ta thấy là mức sống và thu nhập thực tế cao làm càng xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ và nhu cầu dịch vụ càng lớn hơn. Chúng ta sang những tổ cuối cùng đó là tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử, cơ sở hạ tầng và du lịch. Về tài nguyên thiên nhiên thì nó bao gồm các cảnh quan tự nhiên đẹp như là núi sông, sông hồ, các bãi biển đẹp là điều kiện để phát triển du lịch. Ngoài ra còn có các giá trị nhân văn như là các công trình kiến trúc, các di tích lịch sử văn hóa, các làng nghề truyền thống, nó ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ du lịch. Ngành dịch vụ du lịch được xem là ngành công nghiệp không khói. Việc phát triển du lịch cho phép khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên như là phong cảnh, điều kiện tự nhiên, khí hậu, sông hồ, các giá trị nhân văn để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe của con người, đồng thời đem lại nguồn thu đáng kể. Việc phát triển đúng đắn ngành dịch vụ du lịch sẽ tạo ra nhiều việc làm, sẽ bảo tồn các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường, đồng thời sẽ thúc đẩy các ngành khác phát triển. Qua đó chúng ta sẽ thấy là các tài nguyên du lịch độc đáo sẽ tạo nên sức hấp dẫn du lịch, thu hút nhiều du khách. Bây giờ chúng ta có thể hệ thống lại được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bổ của các ngành dịch vụ. Đầu tiên đó là trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động, nó sẽ ảnh hưởng đến đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ. Về quy mô và cơ cấu nhân số thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ. Về phân bổ dân cư và mạng lưới quân cư, nó sẽ ảnh hưởng đến mạng lưới ngành dịch vụ. Về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, nó sẽ ảnh hưởng đến hình thức tổ chức mạng lưới dịch vụ. Về những tố mức sống và thu nhập thực tế, nó ảnh hưởng đến sức mua và nhu cầu dịch vụ. Về những tố tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử, cơ sở hạ tầng du lịch, nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bổ ngành dịch vụ du lịch. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bổ ngành dịch vụ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sang phần 3 lớn. Chúng ta sang phần 3 lớn, đặc điểm phân bổ các ngành dịch vụ trên thế giới. Thì ở phần 1 thì chúng ta đã thấy được các quốc gia tập trung phát triển ngành dịch vụ để phát triển từ nền kinh tế kém phát triển sang nền kinh tế phát triển và hiện đại hơn. Bây giờ các em hãy quan sát hình 35 sách giáo khoa trang 136. Em hãy nhận xét về sự phân hóa tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước. Quan sát vào hình 35, chúng ta thấy là các nước có màu hồng thì có tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP là trên 70%. Các nước có màu cam là từ 61 đến 70%. Các nước có màu vàng từ 51 đến 60%. Các nước có màu xanh từ 30 đến 50%. Và các nước có màu xanh lá mạ, tức là dưới 30%. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là các nước có tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP cao là các nước có màu hồng, như là Hoa Kỳ, các nước ở khu vực Tây Âu như là Anh, Pháp, Phần Lan và ở Australia. Các quốc gia có tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP từ 61 đến 70%, cũng có các quốc gia như là Canada, Nhật Bản ở châu Á, hay là ở châu Phi thì có Nam Phi, ở Nam Mỹ thì có Argentina. Đối với tỷ trọng ngành dịch vụ của các nước có tỷ trọng trong cơ ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP từ 51 đến 60%, đó là các nước như là Liên bang Nga ở Bắc Á, các nước ở Ai Cập, hay là ở Nam Mỹ thì có Brazil.
Các nước có tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP từ 30 đến 50%, như là ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ở khu vực Algeria và Sudan. Ở Nam Mỹ thì có Venezuela. Và các nước ở có tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP dưới 30% là các nước ở khu vực châu Phi, như là Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo. Từ đó thì chúng ta có thể rút ra được một số đặc điểm phân bổ của các ngành dịch vụ trên thế giới. Thứ nhất, ở các nước phát triển, tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP cao trên 60%. Ở các nước đang phát triển thì tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP thường dưới 50%. Ở các thành phố lớn, các siêu đô thị đồng thời là các trung tâm dịch vụ lớn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Đây chúng ta có thể nhìn thấy một số trung tâm dịch vụ lớn của thế giới như là New York ở khu vực Bắc Mỹ, hay là ở London, nước Anh ở khu vực Tây Âu, hay là ở Tokyo, Nhật Bản ở khu vực Đông Á, hay là ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Vậy thì tại sao các thành phố lớn đồng thời là các trung tâm dịch vụ lớn? Ở đây các thành phố lớn đồng thời là các trung tâm công nghiệp lớn, dịch vụ sản xuất phát triển đáp ứng nhu cầu của con người. Các thành phố lớn đông dân nên dịch vụ tiêu dùng phát triển tương ứng với nhu cầu dịch vụ của người dân. Ngoài ra, các thành phố lớn còn là các trung tâm hành chính lớn nên các dịch vụ công, giáo dục, y tế, văn hóa thể thao cũng phát triển theo. Trên đó là các nội dung của về đặc điểm phân bổ các ngành dịch vụ trên thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ hệ thống lại kiến thức. Nhất, ngành dịch vụ. Đầu tiên chúng ta phải biết đến đó là cơ cấu của ngành dịch vụ. Thứ hai đó là gì? Vai trò của ngành dịch vụ. Thứ ba đó là các nhân tố ảnh hưởng. Và thứ tư đó là đặc điểm phân bổ. Về cơ cấu của ngành dịch vụ thì cơ cấu của ngành dịch vụ là đa dạng và phức tạp với ba phân ngành. Thứ nhất là dịch vụ kinh doanh, thứ hai đó là dịch vụ tiêu dùng và thứ ba đó là dịch vụ công. Về vai trò thì ngành dịch vụ có các vai trò sau. Thứ nhất đó là thúc đẩy sản xuất vật chất phát triển. Thứ hai đó là tạo nhiều việc làm. Và thứ ba đó là khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên. Về các nhân tố thì chúng ta đã được tìm hiểu đó là có 6 nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bổ các ngành dịch vụ. Thứ nhất đó là trình độ phát triển và năng suất lao động. Thứ hai đó là quy mô và cơ cấu dân số. Thứ ba đó là phân bổ dân cư và mạng lưới quân cư. Thứ tư đó là truyền thống văn hóa, phong tục tập quán. Thứ năm đó là mức sống và thu nhập thực tế. Thứ sáu đó là tài nguyên du lịch. Về phân bổ, thì đặc điểm phân bổ của các nước đang phát triển thì chủ yếu là tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm đến 80%. Và ở các nước đang phát triển thì tỷ trọng của ngành dịch vụ sẽ là dưới 50%. Trên đây là hệ thống toàn bộ kiến thức của nội dung bài 35. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là phần củng cố. Câu thứ nhất, dịch vụ không phải là ngành A. Trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, B. Làm tăng giá trị hàng hóa nhiều lần, C. Phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người, D. Góp phần giải quyết việc làm. Và đáp án của câu hỏi này chính là A. Trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất. Như chúng ta được biết thì ngành dịch vụ không phải là ngành trực tiếp xuất ra của cải vật chất, mà chỉ có ngành nông nghiệp và công nghiệp mới sản xuất ra của cải vật chất. Chúng ta sang câu số 2. Hoạt động nào sau đây là hoạt động của ngành dịch vụ? A. Tài chính ngân hàng, kinh doanh. B. Chế tạo ô tô. C. Sản xuất vật liệu xây dựng. D. Đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ. Và đáp án của câu hỏi này chính là đáp án A. Tài chính ngân hàng, kinh doanh. Như chúng ta biết là tài chính ngân hàng và kinh doanh thì đó là chính là các ngành của ngành dịch vụ. Còn chế tạo ô tô hay là sản xuất vật liệu xây dựng đó là
hoạt động của ngành công nghiệp. Câu hỏi số 3. Mức sống và thu nhập ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bổ ngành dịch vụ? A. Sự phát triển và phân bổ của ngành dịch vụ du lịch. B. Sức mua và nhu cầu dịch vụ. C. Hình thức và mạng lưới tổ chức ngành dịch vụ. Và D. Đó là đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ. Và đáp án sẽ là câu B. Mức sống và thu nhập nó ảnh hưởng đến sức mua và nhu cầu dịch vụ. Mức sống càng cao, thu nhập càng cao thì sức mua càng lớn và nhu cầu dịch vụ càng lớn. Câu hỏi số 4. Trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động xã hội ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bổ dịch vụ? A. Đó là sự phân bổ các mạng lưới dịch vụ. B. Nhịp điệu phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ. C. Đó là đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ. Và câu D. Đó là sức mua và nhu cầu dịch vụ. Đáp án của câu này sẽ là đáp án C. Vì những tố trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động xã hội nó ảnh hưởng đến việc đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ. Chúng ta có thể lấy ví dụ như là trong nông nghiệp thì nhờ sự hiện đại của máy móc dẫn đến là sức lao động được giải phóng và người nông dân sẽ có thể là nguồn lao động cho ngành dịch vụ. Trên đây là toàn bộ nội dung kiến thức của bài 35, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bổ của ngành dịch vụ. Chúc các em học tốt!